Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Và ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo rất là hay để chúng ta ghi nhớ vị trí của các hợp âm, át âm trong các tông nhạc một cách siêu nhanh mà chúng ta không cần phải đếm bẩm. Đó thì khi chúng ta đệm hát ấy, chúng ta muốn tự đặt hợp âm đệm hát để hát một bài hát bất kỳ thì chúng ta phải tập nhiều kỹ thuật. Và một trong các kỹ thuật đó là chúng ta phải ghi nhớ cái vị trí của hợp âm, át âm. Đây là một kỹ thuật đơn giản thôi nhưng mà chúng ta lại thường xuyên dùng đến. Thì tôi xin dành một phút thôi để nhắc lại cái lý thuyết về át âm đối với một số bạn chưa biết. Thì át âm ấy nó là cái nốt bậc 5 tính từ âm chủ. Có nghĩa là như thế nào? Tôi giải thích nôm na ngắn gọn thôi. Ví dụ ở trong cái tông la thứ này thì ta có la là âm chủ. Thì cái át âm là cái nốt bậc 5 tính từ nốt la. Ta đếm lên 5 bậc. La, si, do, re, mi. Đó, ta có mi là át âm của la. Thì cái át âm này sử dụng để làm gì? Thì khi chúng ta đệm hát ấy, cuối mỗi câu hát hoặc là hết bài hát chúng ta phải trở về âm chủ. Mà ví dụ ở la tông la thứ này chúng ta trở về hợp âm la thứ, thì trước khi quay về la thứ chúng ta phải trải qua cái hợp âm át âm, tức là trải qua hợp âm mi. Vấn đề là chúng ta dùng mi trưởng hay mi gì. Thường thì về cơ bản chúng ta sẽ dùng mi 7 hoặc mi trưởng đều được. Trong một số cái bài hát ấy, nó đi theo cái gam thứ tự nhiên thì chúng ta dùng mi thứ, nhưng cái đó thì là chúng ta ít gặp. Ở đây tôi hướng dẫn các bạn ấy để chúng ta sử dụng cái hợp âm mi trưởng và mi 7, sau này chúng ta ứng biến sau để các bạn dễ ghi nhớ. Tôi ví dụ này, một cái bài Con đường xưa em đi. Trời tông la thứ. Nhớ một đêm trăng thanh, quán ven đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Đó thì ở đây trước khi về la thứ chúng ta đã trải qua mi trưởng hoặc mi 7. Đó thì vấn đề là đối với các tông nhạc khác chúng ta làm thế nào? Các bạn có thể đếm bậc thì nó sẽ lâu và chúng ta tìm vị trí của nó khó. Tôi hướng dẫn các bạn một cái mẹo mà chúng ta không cần đếm bậc và chúng ta cũng không cần phải tìm vị trí, mà chúng ta có cái mẹo để chúng ta có thể ngay lập tức chúng ta tìm được át âm của một tông nhạc bất kỳ. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái mẹo để chúng ta xác định được át âm của một tông nhạc bất kỳ chỉ bằng hai cái dây số 5 và số 6 này. Đầu tiên là với các cái tông nhạc có âm chủ nằm ở dây số 6. Âm chủ nghĩa là sao? Bây giờ các bạn bấm cho tôi bất kỳ một nốt nhạc nào đó ở trên dây số 6, ví dụ tôi bấm ở nốt A, nốt son. Đó thì ta có cái tông son, thì son trưởng hoặc son thứ. Đó, tông son trưởng son thứ gì đều được. Thì ta xác định át âm của nó như thế nào. Đó. Thì nốt son đây ở dây số 6. Các bạn bấm cho tôi dùng ngón áp út, các bạn bấm vào dây số 5 cách ra một ô. Đó, ngón trỏ thì chúng ta bấm ở cái dây số 6. Ngón áp út chúng ta bấm ở dây số 5 cách ra một ô. Thì ta có cái nốt ở dây số 5 này. Đó, cái nốt ở dây số 5 nó chính là át âm của cái nốt ở dây số 6. Đó. Thì từ đó ta có, ở dây số 6 là nốt son, ta có tông son trưởng hoặc son thứ. Thì ta có át âm là cái nốt ở dây số 5 là nốt re này. Đó. Ở cái nốt re này ta dùng ngón trỏ chặn, chặn tại ngăn có chứa nốt re này. Chúng ta bấm cái hợp âm trưởng, hợp âm ở bên dưới. Đó. Hợp âm bên dưới này là hợp âm re trưởng. Đó. Re trưởng, re 7 đều được. Đó, trong một số trường hợp và đối với các cái câu hát ấy mà nó đi theo cái gam thứ tự nhiên ấy thì ta dùng re thứ, nhưng về cơ bản thường xuyên chúng ta sử dụng cái trưởng, hợp âm trưởng hoặc hợp âm 7. Đó. Thì đối với son thứ này hoặc là son trưởng, đó chúng ta cứ bấm ngón tay như thế này, ngón bấm trên, ngón bấm dưới đây cách ra một ô, ta có cái nốt này là âm chủ. Đó, ta bấm ngón trỏ vào đây, ta thành lập cái hợp âm trưởng hoặc hợp âm 7. Ở đây tôi dùng hợp âm trưởng. Hợp âm trưởng ở ngay hợp âm bên dưới này, đó, tức là re trưởng. Thì ta sẽ có re trưởng này chính là át âm của thằng son. Đó, tôi ví dụ một câu hát, bài Chân Tình. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Đó thì ở cái tông son thứ này, khi chúng ta kết thúc câu hát thì chúng ta về chủ, tức là hợp âm son thứ. Thì trước khi về son thứ chúng ta phải trải qua cái át âm, tức là hợp âm re trưởng ở dưới này. Thì bằng cái cách, cái mẹo như thế này chúng ta có thể xác định nhanh được tất cả át âm của tất cả các tông nhạc khác. Ví dụ các bạn bấm một âm bất kỳ ở đây. Đó, ta có cái này là la thăng thứ. Đó, các bạn đếm át âm của nó bằng cách nào thì chúng ta cứ bấm, đó, bấm cái ngón trỏ vào nốt la ở đây, nốt la thăng. Rồi các bạn bấm ngón áp út vào cái dây số 5 cách ra 2 ô. Chúng ta chưa cần biết là nốt gì. Đó, đây nó là nốt pha. Đó, về bản chất thì nó nốt pha, chúng ta chưa cần biết nó là nốt gì. Đó, chúng ta dùng ngón trỏ chúng ta chặn tại cái ngăn. Đó, tại cái ngăn mà chúng ta bấm ngón áp út đây, chặn tại ngăn này chúng ta thành lập cái hợp âm dưới. Đó, hợp âm bằng cái. Đó, chúng ta có pha trưởng. Thì pha trưởng này chính là át âm của la thăng thứ. Đó, thế bấm. Đó, chúng ta
Tôi ví dụ chơi một câu bài Con đường xưa em đi. Nhớ một đêm trăng thanh, quán ven đường vắng tanh, chỉ còn em với ai. Đó thì bằng cách này chúng ta có thể xác định được át âm của tất cả các cái tông nhạc mà có âm chủ nằm ở dây số 6. Chúng ta quay lại với các cái tông nhạc mà có âm chủ nằm ở dây số 5, chúng ta làm như thế nào? Ví dụ âm chủ tôi bấm ở dây số 5, ví dụ đây nốt đô, nốt rê này, bấm ở nốt đô, đây nốt đô thì ta có đô trưởng hoặc đô thứ là âm chủ, đây là nốt rê này, ở dây số 5 này ta có rê thứ hoặc rê trưởng âm chủ, thì chúng ta tìm át âm của nó như thế nào? Đó thì các bạn bấm cho tôi hai dây số 5 và dây số 6, bấm cả hai dây số 5 và dây số 6 ta đánh. Thì cái dây số 5 là âm chủ, thì cái nốt át âm, cái dây số 6 nó sẽ là át âm của cái nốt ở dây số 5. Đó, tương tự như đây ta có này. Như thế là ta bấm ở, ví dụ tôi bấm ở đây nốt đô ở dây số 5, thì ở dây số 6 là nốt son, thì son sẽ là át âm của đô. Cứ cái nốt bên trên là át âm của nốt bên dưới. Đó, ở đây ta có rê này. Rê ở dây số 5 thì dây số 6 là la, thì la là át âm của rê. Đó. Đó, thì tôi ví dụ này, tôi đánh, tôi bấm một cái hợp âm bất kỳ ở đây, rất là khó nhằn. Ta có cái hợp âm đô thăng thứ, ta tìm át âm của nó như thế nào thì rất đơn giản thôi. Ta bấm vào cái nốt đô thăng ở dây số 5, thì cái nốt ở ngay bên trên đó là cái nốt son thăng. Son thăng sẽ là át âm của đô thăng. Đó. Thì ở đây tôi ví dụ với cái tông nhạc đô thăng thứ, ta tìm át âm của nó bằng cách nào? Ta lấy cái nốt son thăng, ta lấy cái nốt ở dây số 6 này, ta thành lập một cái hợp âm trưởng. Đó, ta có son, son thăng, thì ta thành lập hợp âm son thăng trưởng, thì nó chính là át âm của thằng đô thứ bên dưới. Tôi sẽ đệm một bài hát bằng cái tông nhạc đô thứ này. Ví dụ bài Có cửa trái tim. Đàn lờ phím sai cung, tình này cũng mông lung, tìm em ai quá để anh lạnh lùng. Đó thì trước khi chúng ta trở về âm chủ, tức là đô thăng thứ ở đây, chúng ta trải qua át âm, chúng ta không cần phải mất thời gian tìm cái thằng át âm này là gì, chúng ta chỉ cần biết át âm này nó nằm ở cái hợp âm ngay bên trên dây số 6. Đó thì chúng ta thành lập cái hợp âm trưởng, chúng ta sử dụng nó làm át âm. Thì đem cái việc này áp dụng với tất cả các nốt nhạc ở trên cao trên cần đàn này, ta có, chúng ta bấm vào hợp âm bất kỳ ở đây, ta có đây thật là thằng pha thứ. Pha thứ thì chúng ta cũng không cần phải mất thời gian tìm át âm của nó, đếm bậc làm gì cả, chúng ta bấm luôn cái nốt bên trên, nốt bên trên này, nốt dưới là pha thứ, pha nốt pha này thì nốt trên này, đó, nốt trên này ta có nốt đô, đó, thì ta sử dụng cái hợp âm ở đây, ta thành lập luôn cái hợp âm trưởng, ta dùng át âm, đó, ví dụ pha đây, pha thứ đây, thì chúng ta bấm hợp âm trên này, đó, ta có đô trưởng, là át âm của thằng pha. Tôi lại hát cái bài Gõ cửa trái tim tiếp. Đàn lờ phím sai cung, tình này cũng mông lung, tìm em ai khóa để anh lạnh. Đó thì chỉ bằng cái mẹo như thế này thôi, chúng ta có thể tìm được át âm của tất cả các tông nhạc mà chúng ta chơi trên cần đàn. Nó rất là dễ dàng thôi. Các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ video cho mọi người cùng biết. Xin chúc các bạn thành công.